trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tô tượng. Và hôm nay tượng của mình sẽ có từ khỉ, khỉ nhiều, khỉ lông nha. Bây giờ mình sẽ tô nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tô tượng. Và hôm nay tượng của mình sẽ có từ khỉ mắt to. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tô tượng. Và tượng của mình hôm nay sẽ là tượng khỉ cao. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Đầu tiên là mình sẽ tô mũi màu đỏ, mắt màu đỏ. Mọi người ơi, đây đôi giày màu đỏ, màu đen nha. Đây đôi giày là màu đen nha mọi người. Mọi người ơi, giày là màu đen đây nha. Bây giờ mình sẽ tô da. Tô lông màu gì? Tô lông màu đen. Cái đấy này.
cô anh tô màu đen cái chân nó màu đen này là một chiếc pho tượng nha. Mẹ mà cửa ra mở cửa cái tủ ra khi làm vợ nó có ra đây người cái mẹ dung của cô này mà nữa chưa.